Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, cán bộ đảng viên phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột đã nỗ lực duy trì bếp cơm từ thiện, cấp phát cơm miễn phí cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Đắk Lắk. Việc làm này không chỉ sẻ chia khó khăn cùng bệnh nhân mà còn lan tỏa kết nối nhiều tấm lòng thiện nguyện. Từ năm 2016 đến nay, cứ vào thứ Bảy hàng tuần, tranh thủ sắp xếp việc gia đình, các thành viên của bếp cơm từ thiện là cán bộ đảng viên của phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột lại thay phiên nhau đi chợ để nấu những phần cơm ngon, canh ngọt, đảm bảo dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm gửi đến các bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Đắk Lắk. Từ khi mà bếp cơm từ thiện thành lập ra đến nay thì các chị em ở trong cơ quan thì cũng đăng ký rồi cũng tham gia để mà cùng nhau hỗ trợ phục vụ cho cái bếp ăn này. Mục đích chính là để mà hỗ trợ cho người nghèo, đặc biệt là người nghèo khó khăn ở trong bệnh viện Lao Phổi. Khi mới thành lập, bếp cơm từ thiện của phường Thành Nhất gặp không ít khó khăn về nguồn lực để duy trì hoạt động. Tuy nhiên đến nay, với ý nghĩa nhân văn, bếp cơm từ thiện đã lan tỏa trong cộng đồng, nhận được sự ủng hộ của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài phường, ủng hộ tiền, gia vị, thực phẩm, v.v. Thời gian tới thì tôi cũng mong muốn là các cái mạnh thường quân, các cái doanh nghiệp trong và ngoài địa phương sẽ ủng hộ cho cái bếp ăn từ thiện của phường Thành Nhất càng ngày được ủng hộ để góp phần cho giúp đỡ những người nghèo của bệnh viện Lao Phổi được chữa bệnh một cách tốt nhất. Trung bình mỗi tháng, bếp ăn cung cấp gần 200 suất cơm miễn phí cho bệnh nhân nghèo của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Đắk Lắk với trị giá 18.000 đồng một suất. Để hỗ trợ phần ăn đúng đối tượng, phường đã phối hợp với bệnh viện rà soát số bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, lập danh sách phát phiếu cơm miễn phí. Qua quá trình nằm viện thì riêng bản thân tôi thấy là trong phường, các chị em trong phường rất quan tâm đến bệnh nhân của chúng tôi. Thì tôi là rất không có biết gì nói hơn hết. Cảm ơn các cô trong phường đã bớt đi cái nỗi khó khăn, hỗ trợ cho bệnh nhân chúng tôi. Thì rất cảm ơn, chân thành cảm ơn. Tấm lòng của phường và các nhà tài trợ là bà thấy rất là cảm động và ấm lòng, thì bà cũng chính là cảm ơn phường và tài trợ. Thành lập và duy trì bếp cơm tình thương cũng là cách cán bộ đảng viên của phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột cụ thể hóa việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thời gian tới, phường sẽ tăng cường tuyên truyền vận động kêu gọi các mạnh thường quân ủng hộ nguồn lực để qua đó có thêm nhiều bệnh nhân nghèo được tiếp sức, vơi bớt khó khăn, yên tâm điều trị, nhanh chóng hồi phục sức khỏe.